Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết vừa kiểm tra phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện phê ma túy tại một nhà nghỉ ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào do Nguyễn Hữu Đức sinh năm 1995, trú tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, làm quản lý. Test nhanh, có 19 trên 21 trường hợp dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó Đoàn Ngọc Chính, sinh năm 1994, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là người cung cấp ma túy để cả nhóm sử dụng. Nguyễn Hữu Đức là quản lý nhà nghỉ đã cung cấp dụng cụ để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.